chuyện này sớm hơn. Tôi tức quá. Hãy chọn một số điện thoại bất kỳ, nhưng tôi khuyên bà hãy chọn một số điện thoại cùng mạng để gọi cho đỡ tốn tiền nha. Tôi vừa làm quen với một cô gái mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. Anh nghe rõ chưa? Đồ xó khách, đồ đê tiện. Alo, cô đang làm gì? Tôi đang ăn chuối. Hả? Ăn chuối? Bé tên gì vậy? Cho xin số điện thoại được không? Ê, ê, vừa phải đó nha. Làm gì sĩ giả ra dữ vậy? Thử đau bụng giống ta được rồi. Em nhìn đi, trái tim này anh dành cho em. Buông tôi ra, anh buông tôi ra, buông ra. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi không cần anh nữa đâu. Cô là một người rất tự tin và quyết đoán. Tôi rất thích mẫu phụ nữ như cô. Đồ con bò. Tôi không nói xếp lòng già nữa. Tại sao lại bất công với tôi như vậy chứ? Quyên ơi, tại sao em chết trẻ vậy Quyên?